Các bạn ạ, chắc hẳn chúng ta ai cũng đã quá quen thuộc với nền tảng Internet. Đây là nơi để chúng ta cùng nhau học hỏi, giao lưu và kết bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn một sân chơi vô cùng bổ ích trong những ngày nghỉ dịch. Đó chính là học lập trình cơ bản cùng với Techy. Ôi, nắng gì mà nóng thế nhỉ? Toát hết cả mồ hôi. Ước gì giờ này có một cốc nước cam mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn Techy nhỉ? Techy, cậu nhìn kìa, cô ấy gọt quả điêu nghệ chưa? Cậu có làm được thế không? Ôi giời, thì đơn giản. Tớ còn làm được một trò chơi về cắt gọt hoa quả này. Wow, đâu nào, để tớ xem cậu có làm được không? Thôi đi về đi, đã nắng quá rồi. Đây, về nhà tớ chỉ cho cậu chơi trò này luôn. Rồi, ok. Ok, trong trò chơi này tớ sẽ lập trình những các loại trái cây xuất hiện và chúng ta phải sử dụng chuột để có thể cắt các loại trái cây đó. Tớ còn làm thêm một loại quả đặc biệt nữa. Không biết là cậu có thích không, nhưng đó là quả bom. Nếu như cắt phải quả bom thì sẽ bị nổ và 3 lần cắt bom là game over. Ở đây, khi mà lập trình, tớ sẽ để tất cả các loại trái cây vào một nhân vật. Các bạn nhớ tạo các thiết kế của từng loại quả khi bị cắt nhé. Và chú ý là phải để tên theo thứ tự, không thì khi mà chúng ta lập trình quả nào lại cắm vào quả kia thì buồn cười lắm. Và khi đó thì cần tạo một biến các loại thiết kế để phân biệt các loại trái cây. Các bạn nhìn tớ hướng dẫn đây này. Khi cắt phải quả bom thì sẽ phát nổ và các loại trái cây sẽ không xuất hiện. Để làm được như thế, ta cần tạo một biến bom và lập trình khi quả bom nổ xong thì trái cây xuất hiện. Techy ơi, làm thế nào để lập trình cho hai nửa của trái cây bị tách làm đôi và chuyển động sang hai bên nhỉ? Đơn giản, cậu cần phải chia làm hai trường hợp khác nhau. Cậu nhìn tớ hướng dẫn đây này. Mỗi trường hợp là một nửa trái cây, rồi sử dụng câu lệnh chuyển động và cho chúng quay theo hai hướng khác nhau là được.
Wow, trò chơi hoàn thành rồi này, cậu chơi thử đi. Sau khi cậu chơi xong, tớ sẽ tăng độ khó trò chơi lên để có nhiều thử thách hơn cho cậu đấy. Ok, chơi luôn.